chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập câu lạc bộ số 3 sắc hương quê Tiên Hường với các câu lạc bộ trong thị trấn Hương Canh xin được bắt đầu. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng. Việt Nam ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng. Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, đó là nội dung bài hát Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, sáng tác Huy Du. Tiết mục mở màn đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, đồng ca nam nữ và tốp múa câu lạc bộ số 3 Tiên Hường trình bày. Mời các quý vị và đại biểu đón xem. Tình yêu bao la cũng cuốn thế ca vang mãi trong khi